dòng là trường có dự kiến phát hành thư ngỏ về việc xem phim như một cách hoạt động trải nghiệm. Thì trong cái kế hoạch tổ chức thực hiện tiết học trải nghiệm liên môn ngữ văn lịch sử, địa lý giáo dục địa phương và nghệ thuật của tổ ngữ văn và một số tổ chuyên môn có sự thống nhất của các tổ chuyên môn bộ môn, thì ngày 10 tháng 10 năm 2023 thì tổ trưởng tổ ngữ văn cùng với sự thống nhất của các tổ chuyên môn khác đã trình ban giám hiệu một cái kế hoạch về nội dung của hoạt động trải nghiệm cho năm học này. Một trong những hoạt động này đó là đa dạng hóa hình thức hoạt động trải nghiệm. Thì nhà trường và đặc biệt là các tổ chuyên môn đã xây dựng một cái chuyên đề, đó là với chủ đề vẻ đẹp quê hương, cuộc sống muôn màu qua tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đồng Giỏi. Thì xin thưa với lại các quý anh chị phóng viên, thì là đối với bộ môn ở trong đó thì trích trong cái kế hoạch thì có ghi đây là trong các hoạt động rèn luyện kỹ năng đọc sách, nhà trường giới thiệu truyện Đất rừng phương Nam của nhà văn Đồng Giỏi đầu sinh, thì đây là một trong những truyện viết hay của thiếu nhi, truyện được viết từ năm 1957 và sau nhiều lần tái bản, nhà văn Đồng Giỏi đã điều chỉnh bổ sung cho đến năm 1982 thì cũng đã hoàn thành cái tác phẩm này. Với mục đích của tổ chuyên môn là nhằm đưa ra những cái hoạt động cho học sinh trải nghiệm qua phim ảnh nhằm khơi gợi những tình cảm tốt đẹp về từng đất, từng người trong cái tác phẩm này. Thì đó là lý do mà ban giám hiệu đã đồng ý với cái ý tưởng là sử dụng với cái ý tưởng là tổ chức cái hoạt động này, hoạt động trải nghiệm này. Thì nhà trường xác nhận là có dự kiến, tuy nhiên khi là nhà trường giờ dự kiến phát hành sáng hôm nay, ngày hôm nay, thì nhà trời kịp thời thì thấy rằng là trong cái văn bản của phát hành thì nó vẫn còn sai sót nhiều về một vài lỗi về thể thức văn bản, cũng như là sau khi nắm bắt tình hình dư luận phản hồi đa chiều về cái bộ phim này trong quá trình sản xuất nên đã dừng lại phát hành. Thì trong ngày hôm nay thì nhà trường dự kiến phát hành, tuy nhiên là sau đó thì đã thu hồi lại. Tuy nhiên thì có một số lớp do chưa cập nhật thông tin thu hồi thu nhỏ, cho nên là giáo viên chủ nhiệm đã đưa vào trong group dẫn đến cái việc thu nhỏ phát tán trên mạng xã hội. Thì hiện nay nhà trường đã dừng cái kế hoạch xem phim này, kế hoạch thực hiện cái hoạt động trải nghiệm này, và ban giám hiệu tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về sự thiếu sót này. Ngày tháng rồi cái nhận thức văn bản, cho nên rằng là chúng tôi là dự kiến là hồi lại để mà chuẩn bị cho nó kỹ càng hơn. Cái lý do dừng thứ hai thì không phải là dư luận có nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên đó chỉ là những cái vấn đề của xã hội thôi. Còn trong nhà trường chúng tôi muốn tổ chức một hoạt động trải nghiệm bao giờ cũng phải tạo được sự đồng thuận của tất cả các phụ huynh. Cho nên là trong cái thư của chúng tôi đó là cái thư ngỏ xin ý kiến của phụ huynh, đó là nếu tất cả phụ huynh đồng thuận thì chúng tôi sẽ tổ chức. Cho nên là trong cái hoạt động ngày hôm nay, trong cái hoạt động này thì là chúng tôi dừng vì lý do là thứ nhất là hệ thức văn bản, thứ hai một phần cũng có một cái sự tranh cãi, một số ý kiến, xin lỗi, một số ý kiến khi chúng tôi nắm bắt tình hình dư luận thì thấy phản hồi đa chiều về bộ phim này. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ dừng cho đến khi nào chúng tôi chưa thu được sự đồng thuận của phụ huynh. Nếu phụ huynh đồng thuận cho con em mình xem bộ phim này thì chúng tôi sẽ tổ chức, chứ không phải là chúng tôi dừng là vì một lý do gì khác, mà chúng tôi có cơ sở, đó là quan trọng nhất đó là phụ huynh đồng thuận, đó là và các con cảm thấy hứng thú. Sau khi trong tuần vừa rồi thì chúng tôi đã triển khai cái tiết đọc sách này lên trên lớp, xin lỗi, cũng báo với lại tất cả các anh chị là trường trung học cơ sở Đồng Khởi thì thực hiện chương trình 2 buổi một ngày. Cho nên rằng là trong đó các lớp có một tiết gọi là tiết đọc sách. Trong tiết này các thầy
thầy cô sẽ hướng dẫn cho học sinh đọc sách thảo luận. Thì một trong những tác phẩm mà Tổ Văn và các thầy cô đưa đến cho các con đọc sách đó là Đất Rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi. Thì khi tổ chức như vậy thì chúng tôi thấy thời điểm này là phù hợp, cho nên là chúng tôi dự kiến là lấy ý kiến đồng vùng, lấy ý kiến xin ý kiến của phụ huynh và tạo nên sự hứng thú cho học sinh. Mục đích của việc đưa hoạt động trải nghiệm này đến cho học sinh là như thầy Nguyễn Xuân Thọ trao đổi với lại tất cả chúng tôi quán triệt với nhau, đó là chúng tôi không phải đưa học sinh đi xem phim để mà lại giải trí, mà quan trọng là chúng tôi muốn cho học sinh trải nghiệm phim ảnh như thế này để có một cái sự so sánh giữa thể hiện những cái trải nghiệm từ sách, thể hiện qua điện ảnh để học sinh có sự so sánh giữa bản gốc và những cái tác phẩm chuyển thể đa dạng hóa cái hình thức tiếp cận tác phẩm của học sinh. Thì lát nữa thì tôi cũng xin trả lời cái ý kiến thứ hai, đó là chúng tôi nói rằng là về lý do là tại sao chúng tôi tạm dừng, bởi vì có thể là thứ nhất là văn bản, thứ hai là ý kiến đa chiều, và thứ ba là chúng tôi chỉ khi nào tổ chức khi có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và sự ham thích xuất phát từ nhu cầu cảm thấy thích thú với cái tác phẩm này của học sinh. Cái thứ hai là về cái ý kiến rằng là cái ý tưởng tổ chức cái hoạt động trải nghiệm này là xuất phát từ ai, thì xin thưa đây không phải là từ hiệu trưởng hay là từ cá nhân ban giám hiệu, mà đây là một hoạt động trong chương trình giáo dục nhà trường. Chúng tôi thực hiện cái hoạt động trải nghiệm này trên cơ sở đề xuất của các tổ nhóm bộ môn, và cụ thể là có nhiều bộ môn tổ trưởng bộ môn đề xuất, đó là tổ trưởng bộ môn ngữ văn, tổ trưởng bộ môn lịch sử địa lý, giáo dục địa phương và nghệ thuật. Tuy nhiên vì tổ văn là tổ thực hiện chương trình này là từ cái tiết đọc sách, cho nên rằng là tổ văn sẽ phụ trách chính, kết hợp tích hợp liên môn với lại nhiều tổ khác, cho nên là ý kiến này, kế hoạch này chúng tôi đã xây dựng từ ngay đầu năm học, và chương trình này, nội dung kế hoạch này chúng tôi đã được đưa vào trong chương trình giáo dục nhà trường để được phê duyệt. Nội dung thứ hai là nói đây có tiền lệ không? Thì thật sự đây là một nội dung rất quen thuộc, khóa hoạt động trải nghiệm này là rất quen thuộc đối với đơn vị trường trung học cơ sở Đồng Khởi. Bởi vì cái hoạt động trải nghiệm đưa các em tiếp cận gắn liền với nhiều bộ môn tích hợp bộ môn là một chuyện rất bình thường. Trước đây chúng tôi đã kết hợp với nhiều cái hoạt động khác, ví dụ là cho học sinh có thể là trải nghiệm từ tác phẩm đến sân khấu hóa học đường, hoặc là chúng tôi sẽ tổ chức đến với coi múa rối nước, rồi hoặc là hát bội, hoặc là chúng tôi sẽ đưa các con đến với những cái khu triển lãm về kiến trúc, mỹ thuật, v.v. Tùy vào mỗi năm và tùy vào nhu cầu cũng như là cái kế hoạch của nhà trường mà chúng tôi sẽ thực hiện. Và nhìn chung thì gắn liền thực tiễn với lại lý thuyết luôn luôn tạo nên sự hứng thú cho học sinh. Cho nên là khi được tổ chức những hoạt động trải nghiệm ở ngoài nhà trường như thế này thì học sinh của chúng tôi qua bao thế hệ, và tôi nghĩ không phải riêng học sinh Đồng Khởi mà là học sinh của tất cả các trường ở bất kỳ nơi nào, các con cũng mong muốn là chúng ta sẽ được từ nhà trường ra ngoài xã hội, ngoài thực tế được trải nghiệm, thì các con sẽ cảm thấy là hứng thú hơn, thích thú hơn. Cho nên là đối với lại nhà trường chúng tôi, ban giám hiệu ở góc độ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, và một phần nữa thì ở phụ huynh, thì có những cái tương tác rất là tốt và cũng công nhận một cái hoạt động trải nghiệm đưa những cái chương trình này vào trong nhà trường từ sách vở để đi vào thực tiễn là một cái điều gây hứng thú cho học sinh và tạo nên cho con một có thể nhìn được nhiều cái khía cạnh đa chiều của cuộc sống. Cho nên là tôi nghĩ rằng đây là cái hoạt động vô cùng bình thường của nhà trường. Cho nên cái hoạt động trải nghiệm hướng con là gắn liền việc đọc sách với việc của cái tác phẩm điện ảnh là một việc bình thường của nhà trường. Và cái thứ ba nữa là cô phóng viên có hỏi rằng là với đối tượng thì chúng tôi chọn lựa đối tượng khối 8, 9, bởi vì cái nhận thức của các con về phim ảnh, về
nhận thức về bối cảnh lịch sử, nhận thức về nói chung là chúng tôi cũng đã trên cơ sở chú ý đến đối tượng của học sinh. Khối 6-7 chúng tôi sẽ tổ chức những chương trình khác. Dự kiến khối 6-7 chúng tôi sẽ đưa các con đến với lại của đối nước để cho chúng ta thấy rằng là tùy đối tượng, nhà trường luôn chú ý đến đối tượng để phát huy tất cả những năng lực phẩm chất, những cái tình cảm của các con. Cho nên rằng là đối với học sinh thì chúng tôi ở cái nội dung này chúng tôi chỉ dành cho sinh khối 8-9. Về câu hỏi của các anh chị báo thì có nói rằng là có cơ sở để tổ chức và chủ thể là ai, thì chúng tôi nói rằng là tất cả là chúng tôi đều hướng về học sinh. Và chúng tôi tạo ra những cái tiết hoạt động trải nghiệm như thế này là chúng tôi xuất phát từ nhu cầu phát triển phẩm chất, năng lực, cảm xúc, tình cảm của các con. Chứ là chúng tôi không vì một cá nhân nào, không vì một vì lý do là hiệu trưởng hay là các thầy cô trong ban giám hiệu, mà chúng tôi có một cái kế hoạch hoàn chỉnh. Và cái kế hoạch này thì như tôi nhắc lại, cái cơ sở pháp lý, cơ sở để chúng tôi tổ chức đó là xuất phát từ nhu cầu xây dựng cái kế hoạch giáo dục nhà trường của chúng tôi. Về ý kiến hỏi rằng là đây có phải là một cái yếu tố lịch sử trong phim. Thì thật ra thì đối với